Người lo kiếm lo ngán đó mà, rất chi là mệt luôn. Nhìn vậy không đơn giản, người lái mình đo ở trên cây, còn đo ở trên cây đó dưới hố kìa, đó là dưới hố, hố dưới gốc này thăm thẳm luôn. Nên tới Bù Lan rồi chẳng rất chi là khổ. Nãy quay đây cầm nổi cái rửa chứ, nghỉ được không? Nghỉ được không? Có chai nó nghỉ được không? Nghỉ đi cho nó từ từ. Nhìn rất chi là khổ chứ không đơn giản. Nhìn nó xuống ghê. Này cái mặt từ gốc lên, gốc túc phía xa kia, mình trèo lên cây nhỏ này, lên cây này tầm cũng tầm 25 mét thôi. Kiếm rất là đẹp nhưng một tiều rất là cổ. Mình tiều là anh Thông. Sống máy chứ, cứ dục.